bạn nhỏ nha. Con ơi, lên đây, đây là bạn của em luôn, con xách bạn em lên. Con xách bạn con lên, con xách bạn con lên. Dạ, và bạn đi hôm nay đi với một người bạn nữa. Trời ơi, nó giới thiệu bạn đó cho mọi người. Dạ. Ê, mấy cô ơi, trời sao mà không có thân thiện với con nít vậy chân à. Bạn mấy tuổi rồi, bạn con mấy tuổi? Tiểu con có mấy tuổi? Trời ơi, 6 tuổi mà nuôi bạn 2 tuổi là xuất sắc không? Bạn ba lớn rồi nè. Nè, tặng bạn này, trời ơi. Trời ơi, bạn này xào lá cũng ăn ngon lắm nè. Bà mở ra chưa? Bà mở ra không? Giới thiệu bạn đi. Diệp ơi, bạn của em là Diệp ơi. Sao sao con, sao con? Nó đang đây hả? Sao con? Ở đây đi lớn. Được không, được. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Ẩm đây nè, bạn của em nè Diệp. Trời ơi, dễ thương không? Nè. Cái gì kỳ vậy? Hôm qua là cô gắng mà. Trời ơi, bạn nè. Ê, ê, thả bạn cho người ta. Ơi, sao con chăn hôm nay không nuốt con heo ha? Thôi, trả bạn ra đi, con lấy bạn ra đi. Con lấy bạn ra đi. Trời yêu đồng vật lắm. Trời sao ơi, con thương bạn. Là bạch tí. Bạch tí. Bạch tí. Bạch tí. Bạch tí nhả con heo ra rồi hả? Trời ơi, dẫn bạn đi chơi, công nhận đôi bạn cùng tiếng ha. Hồi nãy nó giới thiệu bạn cái đó, cái là tôi muốn nghỉ chơi nó luôn đó. Rồi rồi, lấy cái này, kêu bạn ngủ đi nha, đừng có động đậy nghe không. Bạch tỷ bảo chồng. Rồi, con tên gì, con tên gì, quên rồi. Bên, Bên không? Ben. Ben, trời ơi, Ben giỏi quá à, Ben yêu động vật thật sự đó. Rồi. Mấy mốt mà mày thấy mấy cô trong đoàn mà có mượn bạn con nhớ cho mượn nha. À, cảm ơn con. Trời ơi, dẫn bạn đi chơi nữa thiệt. Cái này bạn bạn này mau lớn hơn con nữa. Rồi cảm ơn con nha. Ấp bạn nó giới thiệu bạn đó, tôi hết hồn chứ. Trời ơi, thương quá. Rồi cho số tiếp của chị vô. Bye.
gì thôi. Từ nay chi biết mình lại phía sau khi ba bóng tối chẳng có khác nhau, chẳng có nơi nào yên bình được như anh bên em. Hàng mưa bão phá lại ngọn đồi cao, trời như buông lỏng vì mất nhau. Họ có bên đường thôi mà thì thôi phải đặt cam phúc người ta, phúc người ta, phúc người ta, phúc người ta, phúc người ta. Không phải chị ra mấy chị ra không phải chị ra mấy chị ra mấy chị ra tan tình ơi, nhau lỡ xa nhau rồi, nhau sống lưng lờ trôi, còn chuyện sao chưa xa vời. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì buồn thôi. Ai đã hơn tôi mà cớ sao tôi còn thương? Nếu đưa đôi mình chưa lần được quen chung lối. Tiếp theo ứng đòn xin phép phục vụ cho quý chị mình là 30.000 đồng. Chúng không kính mời quý chị mình tham gia vào chạy đòi tiếp theo. Dạ, 58 ạ. Dạ, em mời chúng em mình đây sẽ khó để chúng ta nhận được lời hứa của mình. Dạ, dâm loại 2669. Hôm nay 58 có 1, 44 có 2, 33 có 3, 15 có 4. Dạ, ui. Đúng rồi. Dơ liền gì vậy? Dạ, dơ cho mọi người thấy luôn. Mỗi khi nào phải cho mọi người thấy chi em? Chúc mừng anh nha. Bây giờ bây giờ bình thường vậy thôi. Dòng loại 2668 hợp lệ 58 có 1, 44 có 2, 33 có 3, 15 có 4 hợp lệ. Dạ, chúc mừng hai chủ nhân mình ạ. Dạ, quý